Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài 2 trang 171 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Bài 2 của chúng ta có yêu cầu như sau. Nếu treo vật có khối lượng 1kg và một cái cân lò xo thì lò xo của cân có chiều dài 10cm. Nếu treo vật có khối lượng 0,5kg thì cân lò xo có chiều dài là 9cm. Hỏi nếu treo vật có khối lượng 200g thì lò xo sẽ có chiều dài bao nhiêu? Trước tiên thì chúng ta cần phải xác định là chiều dài ban đầu của lò xo khi mà chưa treo vật nặng nào cả là bao nhiêu. Ở đây chúng ta thấy này, khi mà treo vật có khối lượng 0,5kg này thì lò xo có chiều dài là 9cm. Và khi treo 1kg thì có chiều dài là 10cm. Có nghĩa là sự chênh lệch ở đây là 0,5kg và chênh lệch ứng với là 1cm. Như vậy là khi mà chúng ta cứ treo một vật nặng có khối lượng là 0,5kg thì lò xo sẽ giãn ra là 1cm. Như vậy, độ biến dạng của lò xo khi treo vật nặng 0,5kg là 1cm. Ở đây chúng ta có thể thực hiện phép tính là 10 trừ 9 và bằng 1cm. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được chiều dài ban đầu của lò xo. Ở một cái dữ kiện đề bài cho là nếu treo vật có khối lượng 0,5kg thì lò xo có chiều dài 9cm. Trong khi ta biết độ biến dạng của lò xo khi treo vật nặng 0,5kg là 1cm rồi. Như vậy là chiều dài ban đầu của lò xo thì chúng ta sẽ lấy 9 trừ đi 1 là bằng 8cm. Độ dài ban đầu của lò xo là 9 trừ 1 và bằng 8cm. Ở đây đề bài có hỏi nếu treo vật có khối lượng 200g thì lò xo sẽ có chiều dài là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ xác định độ biến dạng của lò xo khi treo vật nặng 200g. Ở đây là độ biến dạng của lò xo này khi treo vật 200g. Chúng ta có là 0,5kg tương ứng với 500g. 500g thì giãn 1cm. Vậy thì 200g sẽ giãn là, chúng ta sẽ lấy 200 chia cho 500 và nhân với 1, chúng ta sẽ được là giãn 0,4cm. Như vậy là sau khi treo vật có khối lượng 200g thì lò xo sẽ có chiều dài là, chiều dài của lò xo khi treo vật nặng 200g là, các em sẽ lấy chiều dài ban đầu là 8 cộng với độ biến dạng là 0,4, là chúng ta sẽ ra đáp án là 8,4cm. Vậy là cô và các em đã hoàn thành bài 2 trang 171 sách giáo khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.